Rồi, mến chào anh em. Hôm nay là ngày 22 tháng 7 nè. Đến nay giới thiệu anh em một cái dòng máy này là Kubota EA12 anh em. Tên gọi nó là EA12 ha. Thì máy này tình trạng nó hàng dưới địa chính tông anh em. Con này thì có cốt quay xéo, có đề ha. Máy này tình trạng là còn rất là đẹp anh em. Ken xà beng luôn ha. Giờ quay sơ lược anh em xem rồi thử máy, test máy với anh em coi. Đó, chưa rửa sạch đó anh em. Nói chung là máy nó còn bô lửa, nó còn đang bung luôn. Máy nó còn đi sơn bóng rộng luôn anh em. Con này về mấy anh em lên dàn xới hoặc là chạy chạc bơm nước chạy xuồng thì ngon lành cành đào anh em ơi. Quá đẹp. Con này rửa sạch xíu nó đẹp lắm nè. Nó còn hơi dơ. Quá đẹp. EA12 anh em. Rồi bây giờ mình sẽ test máy thử mấy anh em xem nha. Rồi anh em ơi, giờ quay test máy thử mấy anh em xem ha. Video mới, những clip mới này.